Ngày 18 tháng 2 năm 1957, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam ra nghị định số 32 NDA thành lập trường sĩ quan pháo binh. Trên cơ sở phân khoa pháo binh thuộc trường sĩ quan lục quân và trường tập huấn pháo binh, đội huấn luyện 351. Từ đó, ngày 18 tháng 2 hàng năm trở thành ngày truyền thống của trường sĩ quan pháo binh. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh, được nhân dân địa phương và các đơn vị bạn thương yêu đùm bọc giúp đỡ, trường sĩ quan pháo binh đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, xây đắp nền truyền thống tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, dạy tốt, học tốt, công tác tốt. Nhà trường luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhà trường đã đào tạo được hàng vạn cán bộ chỉ huy, cán bộ chính trị pháo binh, tên lửa cho quân đội ta và quân đội các nước bạn, kịp thời cung cấp cán bộ pháo binh cho các chiến trường, góp phần vào thắng lợi của quân và dân ta trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ do nhà trường đào tạo đều có phẩm chất, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đồng chí trưởng thành là tướng lĩnh, cán bộ lãnh đạo giữ trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Nhiều đồng chí là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, quân đội ta và các nước bạn tặng thưởng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý. Hiện nay, trường sĩ quan pháo binh đang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng chính quy hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa, tích cực chủ động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, ngày càng hiện đại.